Xin chào tất cả các anh chị em. Thì chắc hẳn thì trong không gian nhà của anh chị em thì cũng đã trưng bày rất là nhiều các cái món đồ chơi cũng như các vật dụng ở trong nhà rồi đúng không ạ? Nhưng mà không phải anh chị em nào cũng có không gian lớn để chúng ta có thể trưng bày những sản phẩm lớn ở trong nhà, bởi vì nó rất là tốn diện tích đúng không ạ? Thì em Sơn đây thì nói thật các bác là cũng có một cái không gian nho nhỏ, cũng là cái đam mê của em Sơn, đó chính là trưng bày những sản phẩm nho nhỏ thôi, nhưng nói thật anh em là trông nó rất là thú vị. Và đây cũng là cái góc mà em Sơn cũng hay thưởng trà và ngắm tượng, và cũng xin mời đại đình nhà mình cũng có thể thưởng lãm cùng em Sơn với những tác phẩm nho nhỏ nhưng mà thật sự là tinh tế để anh em mình cũng có thể là sưu tầm. Và cá nhân em Sơn để mà sưu tầm được những cái bộ, những tác phẩm mà nho nhỏ mà sự tinh tế này cũng phải mất thời gian rất là lâu. Và ngay bây giờ thì anh em mình cùng ngắm xem là những tác phẩm này có điều gì đặc biệt nhá, mà những anh em khách hàng nào đến với lại không gian của đồ gỗ Mạnh Sơn thì đều thích cái góc này. Dạ vâng ạ. Và đưa đi gần vào đây thì đây là một cái bộ sản phẩm mà cá nhân em Sơn cũng rất là tâm đắc, đó chính là một bộ tam đa phúc lục thọ. Mà các bác biết rằng là trong cuộc sống con người thì phúc lục thọ là ba cái nhu cầu chủ yếu mà con người ta hướng đến, đó chính là hạnh phúc, tài lộc và sức khỏe. Và đấy chính là ba cái nhu cầu của con người ta hướng đến. Và đây là một bộ tam đa được làm trên một cái dòng gỗ rất là quý hiếm, đó chính là dòng gỗ vương mộc tử đàn. Và nó lại còn đặc biệt hơn nữa là ba cụ này đều được làm trên một thân cây gỗ, cho nên là màu sắc vân gỗ nó rất là đồng đều nhau, cho anh em mình ngắm nó sẽ thấy là rất là nó hòa quệ đúng không ạ? Và ngoài cái không gian, ngoài cái bộ sản phẩm này ra thì còn rất là nhiều sản phẩm khác nữa. Thì ngay bên cạnh em đây thì cũng là một sản phẩm được làm trên chất liệu là gỗ nu chắc nhỏ nhỏ thôi nhưng mà tinh tế luôn các bác cùng chiêm ngưỡng cùng em Sơn cận cảnh để anh em mình có thể thấy được những cái độ tinh tế của một tác phẩm cụ thần trà. Dạ vâng ạ. Đấy, thì ngoài ra thì bên em cũng có một vài những tác phẩm nhỏ nhỏ mà rất là hiếm. Đây là một cái dòng sản phẩm mà có thể nói rằng là hiện tại ở Việt Nam thì rất là hiếm, đó chính là cái dòng gỗ được mệnh danh là vua các loại gỗ, đó chính là vương mộc tử đàn. Mà đặc biệt thì đây lại là vương mộc tử đàn của Ấn Độ, hàng loại 1, cho nên là rất hiếm. Và cái loại này thì có điều gì đặc biệt mà khiến cho người ta lại phải đi săn lùng và tìm kiếm rất là lâu mới có được những cái sản phẩm như thế này? Là cái dòng gỗ này thì có thật, nói thật các bác là nó rất là lâu lắm, nó phải trải qua cả hàng vài trăm năm đến hàng nghìn năm tuổi mới có những cái phôi gỗ như thế này. Cho nên là tại sao mà các cái vân gỗ của nó rất là xít nhau, và trên các cái đầu tom gỗ của sản phẩm ấy nó có những cái hạt kim sa lấp lánh trắng, nó rất là đẹp và nó tạo nên sự huyền bí của tác phẩm này. Và hơn thế nữa thì với riêng vương mộc tử đàn Ấn Độ thì nó lại còn có một cái mùi hương thơm hơi ngọt ngọt một xíu nữa, nên chúng ta cảm thấy rất là dễ chịu. Và đặc biệt thì dòng gỗ này có tính chất ổn định rất là cao, cho nên anh em mình sử dụng nó rất là bền bỉ theo năm tháng và thời gian nhá. Dạ vâng ạ. Đây là một sản phẩm của vương mộc tử đàn Ấn Độ mà em Sơn cũng rất là tâm huyết. Còn đây là một sản phẩm tiếp theo mà dành cho những anh em sành chơi lâu năm rồi thì sẽ tìm kiếm những món đồ mà mang tính chất là độc đáo và nó chỉ có duy nhất và không giống ai cả. Xin mời các bác cùng được thưởng thức một tác phẩm di lạc được làm trên chất liệu là gỗ nu chắc các bác ạ. Và tác phẩm này thì có điều gì độc đáo? Dạ vâng ạ, tác phẩm này đây, các bác có thể để ý rằng là ở phía dưới đây là một cái bao tiền bằng nu mà em giữ nguyên cái vỏ nu tự nhiên, cho nên nó tạo cho anh em mình những cái gì đấy nó từ thiên nhiên mang đến đúng không các bác? Đấy, mà trông nó rất là độc đáo. Và phía trên đây thì là những người thợ nghệ nhân làng nghề cũng chế tác và cách điệu để nó hòa quyện với cái phần bao nu ở phía dưới, tạo lên một sản phẩm rất là tinh tế và bắt mắt như này. Đấy, các bác có thể chiêm ngưỡng cùng em Sơn nhá. Và tiếp theo đây thì trong cái thời điểm mà dịch như thế này thì chắc hẳn công việc kinh doanh của anh em thì cũng sẽ gặp một vài vấn đề đúng không ạ? Có những anh em thì đạt được sự thành công vượt bậc, có những anh em thì lại gặp một vài những cái trắc trở khó khăn. Thì giới thiệu cả nhà thì có một cái tác phẩm mà rất là nhỏ nhỏ thôi và em Sơn cũng rất là tâm huyết đây ạ. Đó chính là một cụ thần tài chi pi nhỏ nhỏ rất là xinh đúng không các bác ơi? Các bác nhìn xem ạ, cụ thần tài dáng là dáng tròn đây, em sẽ để đây. Thường thì khách hàng đến cửa hàng em Sơn thì em Sơn để bàn trà đấy, thì các bác cũng vừa là ngồi thưởng thức trà, vừa là ngồi ngắm tượng đấy, và với một cái không gian mà nó thật sự là tĩnh lặng như thế này nữa thì anh em chúng ta cảm thấy là rất là thoải mái và cảm thấy
con người chúng ta nó thuộc về thiên nhiên vậy. Nó không phải giống như là khi anh em mình làm việc căng thẳng, bộn bề công việc như thế thì nó rất là căng thẳng, khiến cho chúng ta lúc nào cảm thấy mệt mỏi và ức chế, đúng không ạ? Thì nhiều khi cũng phải có những không gian nó thư thái, nó nhẹ nhàng như này một chút thì anh em chúng ta mới có thể là cảm nhận hết được những cái hương vị của cuộc sống ạ, đúng không ạ? Đấy, thì thực ra thì bên Đồ Gỗ Mạnh Sơn bên em còn vô vàn sản phẩm cỡ lớn khác nữa, nhưng mà trong cái khuôn khổ cái video ngày hôm nay thì em Sơn muốn chia sẻ cho anh em mình về một cái góc nho nhỏ mà chứa đựng rất là nhiều những tinh hoa của làng nghề. Đấy, và bên cạnh đây này, các bác cũng có thể chiêm ngưỡng một vài tác phẩm tiếp theo để có thể mang đến cho không gian nhà mình thêm những phần sang trọng hơn. Như đây là cũng là một tác phẩm đạt ba ngồi thiền bằng gỗ vương mộc tử đàn, nhưng mà đây là tử đàn của Nam Phi anh em mình nhá. Tác phẩm này là tác phẩm em vẫn đang để mộc này. Đó, thì đây cũng là hàng mà đục nét đục tinh tế, và đây là một sản phẩm mà cá nhân em Sơn cũng rất là thích. Đây giới thiệu các bác, đây là một cụ di lặc gỗ Nu Ngọc Am. Thì hiện tại bây giờ Nu Ngọc Am ở trên thị trường Việt Nam chúng ta là đang rất là được thịnh hành. Vì sao ạ? Bởi vì cái dòng gỗ này thứ nhất là mang đến cho anh em mình một cái tông màu nó rất là sáng, nó khiến cho chúng ta kê ở trong nhà nó tạo cho anh em mình một cái sự nổi bật, cũng như là phối đồ ở trong nhà nó rất là dễ dàng. Và hơn thế nữa thì cái dòng gỗ này là dòng gỗ nu, cho nên nó tạo cho anh em những cái hoa nu ở mắt nu nó vô cùng bắt mắt. Đấy, và độc đáo, không có cái nào giống cái nào hết. Và đặc biệt nữa, cái dòng gỗ này nó lại còn mang đến cho anh em một mùi cái hương thơm ngọt ngào rất là dễ chịu. Đấy, cho nên anh em chúng ta để trong nhà nó tạo cho cái không khí trong nhà của mình cũng cảm thấy có một cái gì đấy nó cảm thấy rất là khoan khoái, rất là sướng ở trong người. Đấy, và hơn thế nữa thì đây lại là một ngài tượng Phật Di Lặc. Đấy, ngài là một vị Phật của tương lai và mang đến cho con người ta sự bình an, sự hạnh phúc và sự may mắn và tài lộc. Cho nên là thường trong gia đình ở người dân Việt Nam chúng ta thường thích kê một ngài Phật Di Lặc. Đấy, để trong nhà. Đấy, rất là đẹp các bác ạ. Đấy, và ngoài ra thì còn vô vàn sản phẩm khác nữa, thì cùng xin mời cùng anh chị em mình cùng chiêm ngưỡng các tác phẩm ở trên giá kê và các tác phẩm bên Mạnh Sơn bên em nhá.